Xin chào các bạn, đây là video đầu tiên trong khóa học Raspberry Pi nhập môn do raspi.vn thực hiện. Mỗi bài học trong khóa học này thì đều có sự kết hợp giữa bài viết và video để cho các bạn tiện theo dõi. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước thiết lập đầu tiên để bạn có thể bắt đầu làm việc với Pi. Ở đây thì mình có một cái bo Raspberry Pi 3 và các bạn cũng có thể thấy là mình có hai miếng tản nhiệt dán ở đây. Những cái ngoại vi cơ bản của Pi thì gồm có là cổng nguồn, cổng HDMI, cổng giao tiếp với module camera, cổng audio video, cổng Ethernet, 4 cổng USB, rào GPIO và một cổng DSI. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm để có thể làm việc được với Raspberry Pi đó là các bạn sẽ phải cài đặt hệ điều hành vào cái thẻ nhớ này. Thì các bước để cài đặt hệ điều hành đã được đề cập rất là chi tiết ở trong bài viết, thì các bạn theo dõi ở trong bài viết. Sau khi cài đặt hệ điều hành xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các bước kết nối phần cứng. Đầu tiên các bạn sẽ gắn thẻ nhớ vào. Sau đó chúng ta sẽ gắn các ngoại vi như là chuột, ở đây thì mình dùng chuột không dây, bàn phím, cổng HDMI và sau đó mình sẽ cấp nguồn. Mình không sử dụng cổng Ethernet tại vì mình sẽ sử dụng Wi-Fi luôn. Ok. Dây nguồn của mình thì có công tắc. Rất là tiện cho cái việc cấp nguồn cho Raspberry Pi. Thì mình sẽ bật công tắc nguồn lên. Các bạn có thể thấy là led đỏ đang sáng, tức là nguồn được cấp. Và led xanh thì sẽ nháy, chứng tỏ là cái dữ liệu từ thẻ nhớ đang được đọc vào. Thì lúc mà boot lên thì hệ điều hành của Raspberry Pi nó sẽ được boot lên như thế này. Ok, giao diện cũng khá là thân thiện thôi, cũng giống như những hệ điều hành mà các bạn đã từng sử dụng. Bây giờ thì các bạn có thể bắt đầu vọc vạch với Raspberry Pi được rồi. Sau khi bạn đã thiết lập thành công để cho Raspberry Pi có thể sử dụng với màn hình rời, bàn phím rời và chuột rời rồi thì để cho tiện lợi, các bạn hoàn toàn có thể thiết lập để cho máy tính của bạn có thể remote được vào Pi. Các bước để thiết lập thì đã được đề cập rất là chi tiết ở trong bài viết rồi. Các bạn chỉ cần theo dõi trong bài viết là sẽ thực hiện thành công thôi. Về căn bản là các bạn chỉ cần tìm được địa chỉ IP của Pi và sau đó chúng ta sẽ remote vào vào Pi bằng phần mềm tên là PuTTY. Thì ở đây ta sẽ bật thử PuTTY và remote vào cho các bạn xem. Chúng ta chỉ cần điền số IP của Pi vào thôi. Rồi, rất là đơn giản và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ login vào. Ok. Vậy là bạn đã có thể điều khiển được giao diện dòng lệnh của Raspberry Pi rồi. PuTTY thì chỉ có thể remote được vào cái giao diện dòng lệnh thôi. Còn nếu mà bạn muốn remote được vào cái giao diện GUI của Raspberry Pi thì bạn bạn có thể sử dụng một cái phần mềm có sẵn ở trên Windows tên là Remote Desktop. Nếu bạn sử dụng một cái hệ điều hành khác Windows thì cũng có những cái phần mềm tương tự. Ở đây thì tôi sẽ bật bật cái Remote Desktop. Ok. Thì bạn cũng chỉ cần đánh số IP của Pi vào như thế này thôi và login vào, đánh username và mật khẩu. Ok, như vậy là bạn có thể thấy ở đây là có một cái cửa sổ hiện lên và đây chính là giao diện của Raspberry Pi thông qua cái Remote Desktop này. Và bạn bây giờ bạn có thể hoàn toàn thoải mái vọc vạch Raspberry Pi trên chính máy tính của bạn mà không cần phải dùng đến màn hình rời nữa, cũng khá là tiện lợi. Hy vọng là các bạn đã thực hiện thành công được những cái bước thiết lập đầu tiên này. Nó sẽ tạo tiền đề cho các bạn để chúng ta bước vào những bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.